Dạ rồi, cảm ơn. Nghĩa là khi nào các vị muốn tôi vào thì các vị phải đi ra. Chứ còn các vị trả mic tôi cũng không lấy được. Các vị trả mic tôi cũng không lấy được. Dạ. Cho nên các vị phải đi ra hẳn rồi tôi mới vô cầm mic được. À, đêm nay chúng tôi sẽ giảng rất là ngắn. Lý do mà chúng tôi không có hồi lại, hoãn lại ngày khác là bởi vì sao có nhiều cái để vào nghe thì đã thất vọng, cho nên bữa nay rất là mệt nhưng mà cũng phải ráng ráng. Mệt cái nghĩa là sốt đó, nói cụ thể luôn là sốt, nên sốt nhiều, nên sốt nhiều. Dạ, bây giờ mình học cái bài kinh số 3 nhé, cái kinh Tôn Giả Giám Mắc Cá. Tôn Giả Giám Mắc Cá. Cái vấn đề trong bài kinh này nó hơi mệt mỏi cho một số bà con. Ở đây mình thấy rõ ràng là cái vị tỳ kheo này có một cái suy nghĩ rất là giống với nhiều người Phật tử năm tông lẫn một tông. Khi mà các vị cho rằng là một vị A-la-hán mà sau khi mà niết bàn, sau khi mà ta tắt thở thì sẽ không còn gì nhớ. Cái suy nghĩ này mới trên mặt chữ thì mới ok có gì hết, nhưng mà tại sao ở đây trong bài kinh này cái suy nghĩ đó mình gọi là tà kiến, các bạn có thấy cái đây không? Tại sao vậy? Cái suy nghĩ này là mình mới đọc qua mình thấy ok, vì A-la-hán là hết hết tham sân si thì không còn gì nữa, để mà tái sinh như vậy thì không còn gì nữa hết. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở đâu? Cái vấn đề nằm ở đây, cái suy nghĩ cho rằng cái vị A-la-hán mà sau khi niết bàn sẽ không còn gì nữa, cái suy nghĩ đó nó sẽ lập tức trở thành cái tà kiến. Khi mà chúng ta suy nghĩ về vấn đề này bằng cái ý niệm tôi là, thì bà con nghe kịp không? Hôm qua chúng tôi có post lên trên mạng một cái bài viết mà tôi thấy có rất là nhiều bà con hình như là không hiểu được cái ý của bài này. Cái bài ra chiều, cái bài ra chiều, cái nội dung bài kinh đó nó lại ngẫu nhiên, nó lại tình cờ, nó trùng hợp với cái bài kinh tối nay, nó trùng hợp chỗ nào? Tôi cứ kể lại một điều mà tôi nhấn mạnh tới luôn, đó là ở một cái sân ga buổi chiều có rất là đông người, nhiều bà con muốn có chỗ ngồi nhưng mà không còn chỗ nữa, và có những bà con không thèm ngồi dù có chỗ hay không. Thì trong cái bài viết là nội dung mà chủ yếu chúng ta muốn nói cái gì, đó là tất cả những cái danh lợi, tất cả những gì mà chúng ta bon chen tìm kiếm ở đời này, có nhiều thứ chúng ta bỏ ra một đời đi tìm mà trong khi đó nhiều người coi nó không ra gì hết. Nhiều cái như vậy, rất là nhiều cái, rất là nhiều thứ mà chúng ta đi tìm kiếm một đời bán mạng nghe, đánh đổi bằng mọi giá để có được cái thứ này thứ nọ, mà trong những thứ đó có nhiều người họ có rồi, trong tay rồi, vợ coi nó không ra gì hết. Và dầu cho mình có đam mê nó cách mấy, hay là dầu mình có thờ ơ hờ hững coi nhẹ nó cách mấy, thì cuối cùng rồi thì sao? Tất cả phải buông hết mà đi, tất cả phải buông hết mà đi. Cho nên cái nội dung của bài viết đó có nghĩa là tôi muốn bà con nhìn lại một chuyện, đó là tất cả những gì mà chúng ta thích hay không thích rồi thì cũng phải bỏ lại hết. Nó giống hệt như là những cái băng ghế ở sân ga mà chúng tôi nhắc đến trong bài viết. Dù chúng ta có muốn ngồi hay không muốn ngồi, giờ chúng ta có chỗ hay không có chỗ, thì khi mà tàu nó đến thì tất cả mọi người phải lên tàu hết. Tất cả mọi người phải lên tàu hết, kể cả những người nãy giờ cứ chờ có chỗ trống để lên ngồi, thì bây giờ họ cũng không có phải nấn ná lại để mà ngồi vào cái ghế đó nữa, bởi vì tàu đến họ phải đi rời tổ rồi. Như vậy khi mà sống bằng cái tâm trạng như vậy ở cuộc đời này, chúng ta nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng ở chỗ chúng ta thấy là cần thiết thì cũng phải nỗ lực, cần thiết thì cũng phải kiếm tiền sống thì cơm gạo, thì nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng dù muốn dù không thì tất cả mọi thứ chúng ta thích hay không thích nó phải có lúc bị bỏ lại.
Khi mình sống bằng tâm trạng đó thì nó nhẹ nhàng lắm. Trong bài kinh này, trong cái bài kinh Giám Ác Cá này có một nội dung gần giống như này. Có nghĩa là một cái người hành giả luôn quán chiếu. Tôi nói trọng chỗ này, bây giờ tôi là biến đánh thì tôi cũng không thấy được. Khi mà một hành giả luôn quán chiếu rằng là danh sắc nó sanh diệt chấp nhóm, nó sanh diệt chấp nhóm, cả danh lẫn sắc, cả tinh thần lẫn vật chất của chúng ta nó luôn luôn sanh diệt chấp nhóm. Chúng ta nhớ hôm trước chúng tôi có nói một chuyện mà không biết là con còn nhớ không, tức là mỗi một giây đồng hồ thì các cái tế bào của chúng ta nó có đến 6 triệu phản ứng hóa học. Nó có đến 6 triệu phản ứng hóa học. 6 triệu. Thì các vị tưởng tượng một giây đồng hồ nó đâu có phải là lâu. Mà cái các tế bào của mình nó có tới 6 triệu cái phản ứng hóa học. Nhanh như vậy thì còn cái nước non nào nữa. Đó là nói về vật chất. Còn nói về cái danh pháp và cái tâm của mình thì nó sanh diệt. Cho là mình không thể nào mình theo dõi được kịp. Mình học để mình biết ở trong cái dòng chảy đó nó gồm một cái này. Ví dụ như mình thấy một cái dòng xe nó đang chạy trên xa lộ, nó chạy nhanh lắm, thì mình hiểu chung chung là những người lái bên đó chắc chắn là trên 18 tuổi, chắc chắn không đàn ông thì cũng phải là đàn bà, không già thì cũng trẻ, rồi không đẹp thì phải xấu, không trắng thì đen, không mập thì ốm, không cao thì thấp, biết vậy thôi. Chứ còn với một cái lưu lượng xe cộ mà nó chạy vun vút trên xa lộ như vậy thì không có cách gì mà mình có nhận diện từng người tài xế trong từng chiếc xe được nha. Thì ở đây danh sách cũng được. Chúng ta học rồi chúng ta biết nó tố nào cái gì đã tạo nên cái gọi là danh là sắc, chỉ vậy thôi. Chứ còn cái tốc độ sinh nghiệp của danh sắc kinh khủng lắm. Thì với một người mà luôn luôn sống trong một ý thức rõ ràng như vậy đó, luôn luôn hiểu rõ rằng là cái gọi là ông bà hay là thầy trò hay là tăng ni cư sĩ đạo chúa đạo hồi gì đi nữa, thì tất cả mọi chúng sinh trên đời này, từ con ông cái kiến đến con voi con trâu, thì tất cả nó đều là những dòng chảy tương tục và liên tục. Tương tục là nó tiếp nối nhau, mà liên tục là nó không có gián đoạn nhé. Thì khi mà mình sống trong một cái ý niệm, trong một cái nhận thức như vậy đó, thì mình sẽ không có đặt cái vấn đề, mình không có đặt vấn đề là chúng sanh sau khi chết sau còn hình thù là sao, sẽ ra làm sao. Lúc đó mình chỉ cần hiểu một chuyện rất là đơn giản thôi, đó là duyên tụ nhiên tán, mọi thứ ở đời này do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất mà diệt. Cứ nhớ bao nhiêu đó, khi mà mình sống trong ý niệm đó thì mình không có còn nghĩ đến cái chuyện là vì a la hán sau khi chết còn cái gì. Là tại sao vậy? Là vì cái gọi là a la hán, cái này phải ghi thôi, cái gọi là la hán cũng chỉ là một dòng chảy không có thiện ác xen vào, mỗi phàm phu cũng là một dòng chảy chớp nhoáng, nhưng có đủ thiện ác trong đó, chỉ vậy thôi. Đó, nhớ nha, cái gọi là la hán cũng chỉ là một dòng chảy không có thiện ác xen vào, còn mỗi phàm phu cũng là một dòng chảy chớp nhoáng nhưng mà có đủ thiện ác trong đó, chỉ vậy thôi. Nó cũng giống như là chúng ta không có thời giờ, chúng ta không có thời giờ để mà đếm lá trên non, chúng ta không có thời giờ để mà đếm cát trên sa mạc, trên bãi biển, chúng ta không có thời giờ để đếm từng giọt mưa trong một buổi chiều nào đó buồn gì thì buồn nhìn mưa chơi, thế còn ngồi đếm giọt mưa thì để rờ cái cho mình có bị mát. Bởi vì mình biết rõ là từng giọt mưa nó vốn dĩ là cái gì, nó là hơi nước đọng hơi lạnh thì nó lớp xuống, chỉ vậy thôi. Nó thứ nhất nó quá nhiều, nó quá nhanh. Thứ hai, nó nói chuyện đó nó không đáng để mà chúng ta ngồi chúng ta đếm từng hạt. Chúng ta cũng không để ý là những rơi về đất nó sẽ chảy về đâu, rồi chúng ta theo dõi nó, chúng ta theo dõi sao nổi nha. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nhìn cái mưa chỉ là từng giọt mưa
chỉ là từng giọng mưa thì chúng ta càng đến chuyện một lát nữa nó đi về đâu. Như là hôm trước chúng ta có kể hầu các vị câu chuyện mà tôi e rằng là con không có để ý cái câu chuyện đó, là tôi nói cái câu chuyện nó đáng để một lòng để mà tụng đọc mỗi. Đó là có người nghịch ngợm, một Phật tử tinh nghịch đến hỏi vị thiền sư. Thế thì thiền sư đang thổi tắt một ngọn nến, thì vị cư sĩ này nói hỏi chứ ngọn nến này nó tắt nó đi về đâu rồi thầy? Thì vị thiền sư trả lời thế này: muốn biết nó tắt rồi đi về đâu thì chỉ cần nhớ rõ nó từ đâu nó đến. Các vị đã nghe chuyện chúng ta. Alo, tôi nói nhanh lắm nghe, là tôi tắt máy cái rập, và bữa nay tôi có giảng nhiều nha. À, tức là muốn biết rõ cái ngọn lửa nó tắt rồi nó đi về đâu thì chỉ cần nhớ rằng nó từ đâu đến, nhân duyên nào đã tạo ra nó. Lát nữa đây nhân duyên nó không còn nữa thì nó tắt, nó tắt, mình không cần bận tâm cái chuyện ngọn lửa nó tắt rồi nó đi về đâu. Vậy nên ở đây cũng vậy, khi mà mình luôn luôn sống thường trực trong cái sự quán chiếu danh sắc, thì với một người như vậy họ không có nghĩ về cái chung cục của một vị A-la-hán như là một người không biết đạo. Bởi vì ngay khi một vị A-la-hán còn sống thì cái vị đó cũng là một dòng chảy chớp nhoáng liên tục và liên tục. Cho nên là giống như một cảnh mưa chiều vậy đó, sự hiện hữu chúng ta chỉ là sự hiện hữu của một cảnh mưa chiều với vô số những hạt nước, những giọt nước, mà nước nó vốn dĩ nó là sự nguyên tụ, là sự kết hợp của những cái thành tố. Wow, hai ô mà. Khi mà mình biết rõ như vậy đó thì tự nhiên mình không còn tha thiết, không còn hứng thú trong cái chuyện truy tìm những cái giọt nước thì mình sẽ đi về đâu. Và tôi nhớ một lần đó, ở Việt Nam tôi giảng một lớp học ở miền Tây, tôi chỉ tay xuống một cái con rạch kế bên chỗ tôi ngồi, tôi nói với bà con rằng có rất là nhiều chuyện khi mình còn phàm, mình còn tha thiết, mình tò mò, mình muốn biết. Nhưng mà khi mà mình hiểu đạo rồi, nhất là khi mình thành thẩm rồi, thì mình thấy cái chuyện đó nó không có đáng, đáng để mà thắc mắc nữa. Và tôi nói rằng có hai cách để chấm dứt hoài nghi. Cách một là tìm ra câu trả lời cho nó. Cách hai là không tiếp tục nghĩ về nó nữa, bởi vì nó không đáng, nó không có đáng. Ví dụ như chiều nay tôi không có cần thiết phải đi điều tra, tò mò, học hỏi xem có từng người ở trong rừng này sáng nay đã điểm tâm bằng cái món gì, trưa nay bà con đã ăn cái gì, rồi chiều nay bà con đã ăn cái gì, hôm nay bà con gặp ai, nói chuyện gì, lúc nào, ở đâu. Tất cả những cái chuyện đó tôi gọi là chuyện rùi bu. Mà nếu là chuyện rùi bu thì tôi cũng không có tha thiết để tôi đặt vấn đề. Cho nên cái bài kinh này nội dung nó là gì? Nội dung bài kinh này là một người hiểu đạo sẽ không đặt vấn đề về chuyện riêng của ai đó, vì ngay khi đương sự còn sống thì cũng chỉ là dòng chảy. Đó, cũng chỉ là một dòng chảy. Chỉ là một dòng chảy. Ở đây là nội dung bài kinh này là chỉ vậy. Tại sao cái này được gọi là tà kiến? Bởi vì ở đây đương sự là Ngài Giá Má Cá. Ngài đã nghĩ về cái sự kết thúc của một vị A-la-hán từ cái góc độ. Ở đây Ngài Dhammaka đã nghĩ về vị La Hán sau khi chết từ góc độ của một người chấp ngã. Ngài nghĩ về vị La Hán sau khi chết từ góc độ của một người chấp ngã, chính từ chỗ đó. Cho nên là khi mà Tiên Tăng đem cái chuyện đó thưa lại với Ngài Sa Lợi Phất, nhờ Ngài Sa Lợi Phất giúp đỡ thì Ngài Sa Lợi Phất ngày phân tích cho đấy, ngày phân tích cho đấy là hiện giả có thấy năm quẩn này nó là đồ tạm hay không, đồ giả tạm hay không.
cái câu cái đoạn thứ 34 rất là xuất sắc. Ngay khi mà vị A La Hán còn sống thì mình còn không tìm thấy, cái gì hết. Thì nói chi là khi vị đó đã ra đi, quên nữa. Cái chữ tát tha gấp tô ở đây không có nghĩa là Như Lai, mà có nghĩa là sắp tác chúng sinh. Nhớ nha, nhớ nha, cái chỗ này quan trọng. Chữ tát tha gấp tô đây không có nghĩa là, không có nghĩa là Như Lai hay là Bích Phật, có nghĩa là sắp tác chúng sinh. Nhớ nhớ cái đó. Thì khi mà ngài sẽ là Phật Nhật phân tích thì mình thấy rằng như là nếu mà còn có tái sinh thì cái chết nó chỉ là cái giai đoạn chuyển tiếp của năm quận từ cái tình trạng này sang tình trạng khác. Còn ngay cả vị A La Hán khi mà không còn tái sinh nữa thì đó, cái chết của ngài cũng là sự chấm dứt của danh và sắc. Cái chết của chúng sinh bình thường cũng là sự kết thúc của danh và sắc, nhưng mà nó tại sao nó còn cái sự chuyển tiếp như vậy. Khi một người mà hiểu như rốt ráo như vậy thì họ sẽ không có còn nhìn vấn đề từ, cái góc độ ngã chấp nữa. Và trong chú giải nó rõ thế này, trong chú giải khi tỷ kheo giám cát được hỏi qua đó tôi giải thêm rõ nữa, chúng tôi quên khi ngày chấm cái này được hỏi là với một người mà bận tâm như vậy, bận một người mà đã hiểu rõ chúng sinh là cái gì, sống và chết là cái gì, vốn dĩ nó chỉ là năm muỗng sanh diệt, với một người như vậy họ còn có tất ngã thì ngay cái chỗ đó, ngay chỗ này ngài giáo cá chứng sơ quả, ngài giáo cá chứng sơ quả ngay cái chỗ này. Và ở đây thì ngài cái dùng cái ví dụ mình nói rằng là giống như một cái người mà đi thuê một ông sát thủ, thuê một hãng cướp về để mà coi nhà cho mình, cái kiểu mà nuôi ong tay áo, mình nuôi kỹ dòm nhà đó, thì cũng vậy. Ngài nói rằng là mỗi phàm phu ở trong đời này giống hệt như một ông chủ mà ngu xuẩn, tức là đi mướn người về coi nhà mà mướn nhầm cái hàng mà là sát thủ, sớm muộn thì cũng giết mình. Cái gian nuôi cái gian trong nhà. Thì ở đây ngài dạy rằng chúng sanh phàm phu luôn luôn, chúng sanh phàm phu luôn sống với kẻ nội thù, nội thù trong tâm mình. Đó là, đó là gì đây? Ý niệm chấp thủ năm quẩn bằng sự chi phối của ái mạng kiến. Đó. Và cảm biết bà con mình còn nhớ, còn nhớ cái chuyện của A Xà Thế không? A Xà Thế là A Xà Thế thú, tức là tạo như là vị sân oán kẻ thù từ trong bụng mẹ, như chàng, như chàng người ta chàng ở biết trong hình phải Hy Lạp. Là sao thì theo cái thần thoại Hy Lạp đó, thì có một cái ông vua ở xứ Cạc Ta, ông có bà hoàng hậu cũng thương lắm, và có men trong lúc đó
Khi mà bán sanh ra con thì mấy ông thầy bói ở xứ Cà Tha họ nói rằng là đứa bé này lớn lên nó sẽ lấy mẹ nó cưới mẹ nó làm vợ và nó sẽ giết cha nó. Thì ông vua cha ông nghe ông quải quá, ông mới cho người đi giết thằng bé. Nhưng cái người mà đi được cái lệnh giết thằng bé thấy nó vô tội rồi nghiệp, mà mới đem họ luyện cho cái đám mà chăn cừu nó nuôi nuôi như là tự sanh đi ghi để lại trên núi, mà không ngờ cái đám mà nuôi chăn cừu đem về nó nuôi đứa bé này, rồi sao đứa bé này trở thành ra là một cái tráng sĩ, tráng sĩ và trở về chiếm lấy ngôi vàng, cái ngai vàng của cha mình. Dĩ nhiên mình muốn chiếm ngôi, và trong cái những món chiến lợi phẩm nó có bà hoàng hậu tuy có lớn tuổi nhưng mà đẹp quá, cho nên chàng ta đã vì cái lòng kiêu mạn của một kẻ chiến thắng, cho nên đã cưới luôn cái bà hoàng hậu lớn tuổi bằng mẹ, lớn tuổi bằng mẹ của mình để làm vợ. Thì sau đó thì chàng trai mới phát hiện ra cái người giết ông trước chính là cha ruột, và cái người mà mình chung sống gần gũi bấy lâu nay đó chính là mẹ của mình, từng tới đó. Từ cái chỗ đó các cái ngành tâm phương tâm học tâm lý học của Tây phương mình phải gọi cái tâm trạng của một đứa bé mà nó thích mẹ nó thích cô giáo, được gọi đó là mặc cảm ở Oedip, là Oedip complex. Nếu bà con có biết không ta? Alo, Oedip complex. Còn cái con đứa con trai, cái đứa con gái mà nó có cái đứa nó thích bố, thích thầy giáo thì nó gọi đó là Electra, Electra complex nhé. Thì ở đây trở lại cái chuyện của ngày của ông Asatế, ổng thương con, mặc dù ổng biết nó cũng một phần nào ổng tin là thiệt bối, nhưng mà vì thương con ráng nuôi, mà đúng rồi sao chính đứa bé gì và theo tinh thần của Phật mà nói như lời ngài Xá Lợi Phất nói, thì không cứ gì không chỉ có vua mình Xa Vương mới có đứa con nội thù, mà từng người trong chúng ta cũng vậy, ai cũng nuôi phiền não trong lòng, để rồi đau khổ với chúng. Đấy, các vị còn nghe không? Alo, có nhiều bữa cắm đầu ra giảng rồi đã, rồi cái họ bà con nó nãy giờ suy nghĩ rất mít. Đấy, thì cái kẻ thù ở đây tiếng Pali nó gọi là bất chấp cái cá hay là sập tu. Nó có nghĩa là gì ta? Nó có nghĩa là kẻ thù, nó nghĩa là kẻ thù, Vậy trong Pháp Cú cũng có một câu là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Thì dầu người ta có ghét mình cái mấy nữa, nhưng mà cái nhầm lúc cái quả xấu nó chưa có trổ thì cái thù nó cứ ghét mình cái mấy lần cũng không làm được mình. Nhưng mà riêng về cái tâm bất thiện của mình, nó cần nó có mặt đó là chuyện đầu tiên mình khổ, cái là khổ vì nhân phiền não, chưa nói là khổ vì quả phiền não nha. Cho nên ở đây ngài sẽ phát ngài dạy rằng là tiền giả có biết mỗi người mình thì nuôi trong lòng cái kẻ nội thù, mà kẻ nội thù đó là gì? Chính là cái sự chấp thủ trong năm quẩn, chấp thủ trong danh sách, do chấp thủ trong danh sách ở gì nữa, năm quẩn nên mới thích này nọ, do có thích mới có ghét, có được cái thích này thì hạnh phúc bằng tâm tham, chịu đựng cái mình ghét thì đau khổ
bằng tâm xanh. Biết nghe hiểu không ta? Alo, nghe nghe. Do chấp thủ năm quận nên nó có thích này nọ, mà do có thích nên nó có ghét. Đó là một cặp, đó là một cặp. Do có thích nên nó ghét. Và vì sao? Là vì tôi thích cái món đồ đó mà bây giờ có món không giống như vậy, thế là tôi bực. Mà như vậy khi mà tôi được cái món mà tôi thích thì tôi vui. Thì như vậy cái hạnh phúc của phàm phu nó gắn liền với tham, mà cái đau khổ của phàm phu nó gắn liền với sân. Thì như vậy các thầy bị thấy cái hạnh phúc và đau khổ nó là quả đúng, nhưng mà nó luôn luôn nó gắn liền với phiền não. Cho nên một hành giả tu tứ niệm xứ là sao? Là cái người khi mà nhận quả, người tu tứ niệm xứ khi nhận quả vui hay khổ thì chỉ ghi nhận mà không để phiền não mới sinh khởi, là chỗ đó. Còn người không biết đọc là phiền não thì cho nó trở nên thoải mái, mà khi cái quả xấu mà nó xuất hiện thì lại một dịp nữa để cho phiền não xuất hiện. Có nghĩa là vì nhân xấu mình mới bị quả xấu, rồi từ cái quả xấu mình tiếp tục mình tạo thêm cái nhân xấu. Tại cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Cho nên ngày sau phát cảnh đó bây giờ phải thấy rõ nghe, phải thấy rõ là cái thân tâm danh sắc này nó chỉ là của tạm, nó chỉ là một cái dòng chảy tương tục để kết nối bằng thiện ác buồn vui nhân quả, là chỉ kết nối bằng cái đó. À, cho nên là nếu người mà sống bằng cái tâm tạng, bằng cái nhận thức như vậy thì không có tiếp tục luân hồi nữa, thì chờ cho 2 giây. Sau khi alo, các vị còn nghe không? Tôi có xin phép tôi đi mà, tôi có báo là tôi sẽ đi mà. Trời cổ thì là sau khi mà nghe hết cái bài kinh này nè, thì tôn giả Dhammaka các là chứng quả, là chứng quả một cách nào? Chứng quả một cách nào? Là sau khi nghe như vậy bước ra ngoài, nghe xong bài kinh thì bước ra ngoài tòa thiền, và sau đó chính là nhãn quả nhanh như vậy đó. Rồi. Cái bài kinh tiếp theo á, tôi nhắc lại một lần nữa cái mà nội dung bài kinh này là mình đọc có một câu thôi, mình đọc cái suy nghĩ của ngài 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 Giám Cát, mình thấy gần như cũng có gì là sai. Thì đúng là vị A-la-hán chết là không còn gì hết, nhưng mà có vấn đề chỗ là nghe cái chữ A-la-hán, và cái vấn đề nằm ngay cái đó. À, vấn đề nằm ngay cho nó lẽ ra nó là phải hiểu A-la-hán chỉ là một dòng chảy. Thì ở đây ấy, khi mà còn là phàm thì ngài nghĩ A-la-hán là một nhân vật, là ai đó. Ngài đã ghi này, lúc đầu ngài dặn cái nghĩ về vị La-hán như là về một ai đó, là một thực thể, một thực thể, một cái biển
thay vì là một cái stream, một cái dòng chảy, thay vì như thế đó là một cái dòng chảy, thay vì là một cái dòng nước trôi với vô số những thành tố hóa chất trong đó nha. Vấn đề nằm ở trong giữa thôi. Rồi cái bài kinh thứ hai đó là bài kinh Amurat. Cái nội dung bài kinh này nó cũng y chang như nội dung bài kinh trước vậy đó. Đó, nội dung bài kinh trước có nghĩa là có một số người đến, một số du sĩ ngoại đạo thì đến hỏi ngài Amurat. Ở đây tôi mở ngoặc tôi nói thêm là bà con sẽ thấy ở trong kinh điều điều đến hỏi xuất hiện những câu này, những câu thắc mắc là Như Lai tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, thế giới này là vô biên hay hữu biên. Các bạn sẽ thấy làm lạ là tại sao mấy cái thắc mắc được tập đi tập lại, bởi vì đây là một cái nền tảng văn minh, nền tảng triết học, nền tảng tư tưởng của người dân Ấn Độ thời đó. Ngay khi mà đến thời Trung Cổ mà còn chìm đắm ở trong bóng tối, Dark Age, một ngàn năm thì trước đó 1.000 năm thì người Ấn Độ đó họ đã có những cái thành tựu rất lớn và những bước đi rất là dài, rất là xa trong cái cạnh tâm linh, trong cái cạnh triết học. Ở đây tôi không nói đến cái việc pháp, tôi nói về đời đó, tức là từ ngôn ngữ cho đến triết học, tôn giáo, tư tưởng, kiến trúc, hội họa, thơ ca, ngữ pháp. Người Ấn Độ thời đó họ đã từng bước tiến rất là dài, những bước tiến rất là xa, rất là dài. Cho nên những cái thắc mắc mà kiểu như là chúng sanh sau khi chết nó sẽ đi về đâu, thế giới này là vô biên hữu biên, mình đọc cái mình nó hết hồn. Tức là ngay khi mà người châu Âu, ngay khi mình ngưỡng là người Tàu còn đang mơ màng nghe chim hót trên cao, thì người Ấn Độ đã có những cái đầu óc cực kỳ minh triết như vậy đó. Dầu nó có là tà kiến, dầu nó có là tào lao, mình ra người ta đã biết bận tâm đến những vấn đề cực kỳ trừu tượng, quan tâm đến những vấn đề metaphysics, vấn đề siêu hình đấy. Còn ở đây chúng tôi cũng phải nói thêm một chuyện nữa, tôi nói là có nhiều người đồng ý nó thôi giờ tôi cơm gạo tiền giờ bài tôi không, tôi phải nói đó, tôi để ý những người Phật tử mà họ có những cái trăn trở, những thao thức về vấn đề tâm linh, mình giải cái chuyện của họ. Còn có nhiều người đó, họ không có màng đó, giống như tôi vừa viết cái bị viết cái bài là tôi chửi xẹo một số trường hợp tan thương, tức là tự cho mình là trí thức, nhưng thật ra mình biết được học, được đào tạo một cái chuyên môn nào đó để làm cái cần câu cơm thôi, kiếm cơm. Ngoài ra về cái mặt khác là mình ấm áp, mình có tiếp xúc với những người đất nữa, thấy nhiều người có đời sống của mình còn nghèo, nghèo kinh khủng, mình nghèo, người ta nghèo rớt mồng tơi, còn mấy người này không có mồng tơi để mà rớt nữa. Cho nên là mình phải thấy rằng người Ấn Độ thời đó, đất nước Ấn Độ thời đó, dân tộc văn minh Ấn Độ thời đó xứng đáng là một cái Na Uy để cho ra đời những cái bậc đại hiền giả. Ở đây khi mà có người hỏi ngã núi cơ ra phá gì chứ Như Lai tồn tại hay là không tồn tại sau khi chết, tức là chúng sanh đấy, chúng sanh ở đây chúng mình chữ Tathāgata Tô ở kinh này cũng có nghĩa là sắp tái chúng sinh nghe. Thì nghe như vậy thì ngài mới trả lời cái này, ngài trả lời cái này: Thế Tôn, sư phụ của tôi, bổn sư của tôi, ngài nói pháp ngoài ra cái trường hợp đó, tiếng Pali gọi là anh nhất đấy, anh nhất đấy, ngoài ra cũng nghĩa là bên cạnh nhưng ngoài ra, tức là bên ngoài đó chứ không có phải là ngài có nhắc cho cái chuyện đó, nhưng mà có nghĩa là theo ý của ngài nó ra phá, theo ý của ngài đó lúc này nè, theo ý ngài thì Đức Phật cũng có quan tâm chuyện đó nhưng nói theo cách khác. Thì khi mà cái câu chuyện này đến tai Đức Phật thì Đức Phật xác nhận bản thân những câu hỏi đó nó đã là có vấn đề và Đức Như Lai tuyệt đối ngài không có đả động gì cái đó, bởi vì cái đó là cái suy nghĩ của người tà kiến, cái người cho rằng chúng sanh là cái gì đó,
nam nữ được cái trong máy là cái gì đó. À, nó cũng giống như lông rùa sừng thỏ vậy đó. Thì Đức Thế Tôn bị đại giác của Đức Phật, ngài không có nhìn được cuộc đời này bằng cái kiểu nhìn mà nó cứ dính líu đến cái ngã chấp. Cho nên ở đây đó là ví dụ như nó là hỏi gì, chứ quý vị có ăn thịt người không, quý vị có ăn cọp bao giờ chưa, các vị có ăn thịt người bao giờ chưa, các vị ăn thịt thú rừng bao giờ chưa, thì mình thấy ít nhất là con của mình được có hai thái độ khi mà người ta trả lời những câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất, quý vị có ăn thịt rừng này nào chưa, thì quý vị có thể nói là chưa bao giờ, tôi không có dịp và tôi cũng thấy ăn ngày ác quá. Nhưng mà khi người ta hỏi là các vị có ăn thịt người bao giờ chưa, thì các vị nghĩ cái thái độ các vị sẽ ra sao, cái thái độ lúc mà mình trả lời cái câu hỏi của quý vị có ăn thịt người bao giờ chưa, cái thái độ nó tuyệt đối nó mới giống như khi người ta hỏi mình chưa ăn thịt rừng, ăn thịt thú rừng bao giờ chưa. Ở đây cũng vậy, tới với một cái người hiểu đạo thì cái chuyện mà liên quan ít nhiều đến những cái quan điểm này nó giống hình cái chuyện người ta ăn thịt người ấy. Tức là ví dụ như đó là ba của anh á, bố của anh á là thịt người không, thì mình nói là tại sao hỏi kỳ cục như vậy, hỏi vô duyên như vậy nhé, tuyệt đối làm gì có chuyện đó. Còn đằng này đó, đằng này thì mình đã trả lời khác, mình trả lời ở mờ mà nó là không nghe ông già nhắc gì chuyện đó. Cái gì có phân biệt thứ hai này không ta? Alo, người ta hỏi các vị với bố bố của cô, bố của anh đã định người bao giờ chưa, thì các vị trả lời, các vị nghe thằng em đó, các vị trả lời nó là sao không nghe bố nói gì chuyện này hết, thì các vị nghĩ rằng bố của thằng em đó, các vị nó trả lời đúng hay sai, các vị còn nghe không? Người ta tới là hỏi em mình nó bạn có ăn thịt người bao giờ chưa, nghe nó nói sao tôi không nghe bố nói cái đó, thì các vị nghĩ cái thằng em của các vị nó trả lời như vậy thì nó có chịu hay không. À, mà nó phải có một cái thái độ khác chứ, còn đằng này là nó nói không có nghe bố nói gì chuyện đó. Nếu mà nó là em của mình, nó là con mình, là cháu của mình, nó là người thân của mình mà trả lời như vậy mình cũng nói điên chứ phải không. Đó là một câu hỏi rất là nghiêm trọng, rất là nghiêm trọng. Bố anh, ông nội của anh có ăn thịt người bao giờ mà mình nói sao tôi không nghe nói à. Như vậy là cái dầu cái câu nói đó nó có cái nội dung là bố mình không có ăn, maybe có thể như vậy, nhưng mà thật ra có cái thái độ nó chưa có đủ mà mình phải quát trả lời câu hỏi gì kỳ ta, câu hỏi gì kỳ vậy, ông nghĩ làm sao ba má ông có mua dạng thịt người, dòng họ ông ăn thịt người bao giờ chứ mà ông đi hỏi được. Hay là ông nghĩ dòng họ tôi là có vấn đề. À, người ta là mạnh như vậy chứ mình không thể nào nó còn sao không nghe ông già nói gì đó. Đấy, vấn đề nằm chỗ đó. Và tôi đã nói 3.600 lần, tôi kể cho bà con nghe cái chuyện mà thằng Tèo nó đi học cái trường, bữa nó về nó khóc quá, má hỏi sao con khóc, nó nói đi số đúng rồi cô cho có 5 điểm trên 10, cô thằng tí nó làm kết quả y chang như vậy mà cô cho nó 10 điểm, thì má mới nghe bà nghi hỏi sao kỳ, cô kể rõ cho má nghe bài toán nó làm sao, kết quả con làm sao, kết quả thằng tí làm sao, mà tại sao con phải chuyện hai đứa đúng kết quả giống nhau mà thằng tí nó 10 mà con có 5 là sao, con nói cho nó nghe. Thì nó mới kể, nó nói là cô giáo hội, cô giáo đưa ra một bài tập trong đó 5 với 5 là mấy, thì thằng tí nó trả lời là 10, rồi thằng Tèo cũng trả lời là 10, thì cô mới kêu hai thằng lên hỏi Tèo cái đáp số là đúng hay sai. Dạ đúng, em chắc không? Dạ chắc. Còn hỏi thằng tí thằng tí là xin lỗi, hỏi thằng ở thằng tí đó, giờ hỏi qua thằng Tèo, 5 với 5 là mấy, mẹ em ra kết quả là 10 cho nó. Dạ 5 5 là 10 đó cô giáo hỏi có chắc không, cái nó mới lấy tay nó gãy 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 đầu mình, đưa hai bàn tay nó đếm trở lại, cô giáo phê cho nó là 5 điểm. Tại sao vậy, cho nó 5 điểm là bởi vì nó đã ra đáp số đúng, nhưng mà lấy mất của nó 5 điểm là bởi vì nó không có tin được cái kết quả của nó, toán cộng của nó có vấn đề, toán nhân của nó có vấn đề, 2 lần 5 mà nó 2 lần 5 hoặc là 5 cộng với 5
năm không có năm một là hai lần năm thì nó ra 10, nhưng mà nó không có chắc lắm. Thì cái thái độ đó của giáo sư Phạm đó, em cho kết quả đúng là 5 điểm, nhưng mà cái thái độ của em á là em phải xuống học lại mẫu giáo nha, em phải học mẫu giáo đó lại nha. Ok, thì ở đây cũng vậy, ngài ngài không có nói gì xuyên tạc được Phật cái chạy không có, nhưng mà ngài trả lời kiểu vậy đúng không, kiểu lời nói cho nên á, ở đây cái phần nội dung hai bài kinh là như vậy. Và khi mà tôi giảng về đây rồi là một mắt thì nó ríu mình xin gặp lại bà con ngày bữa nay thứ mấy cả bữa nay thứ tư nữa bữa nay thứ sáu, nghĩa là gặp lại bà con ngày thứ hai. Dạ, đúng rồi, xin gặp lại thứ hai ngày sau. Dạ rồi. Nhưng mà đừng nên nghĩ là bữa nay tôi nói ít, hai cái bài kinh này nó đọc lại chánh kinh nha, đọc lại chánh kinh chứ đừng đừng có mà nghe là đủ, đọc lại chánh kinh mới hiểu tại sao mà tôi giảng lạ như vậy, hình như là ổng không có dựa vô kinh thì phải, ông giảng không nhắm mắt. Đấy. Trời, xin bà con.